chúng ta mở ca vô khơi là bỏ được chú ta hành động to lớn mình nơi dạng được một đấy mà bạn chủ nghĩa tha đôi vậy để lục bàn mình và sai hình chứng cứ ta tam bọt vì sao ca ru nơ bờ dương cả lò mờ cũng cứ nhìn tia rải một thấu trong sầm đau từ lơ một cuốn lại ban slo cắt ca ở bốn lại càng hẹn rải một thấu thưa ca nợ tam sát hạ ban rót rồi có chỉ ông ca cầu tạ bị ba rồi có chỉ cầm hồn phần tai chỉ với ru nơ bờ dương đấy chỉ từ tấu dương phải chôm nâng bánh hà rải một thấu đói dương mặt bàn chạm vào lòng dương tại hiện tại chỉ dương có sai bánh hà rải một thấu năng được nông cùng xa ឬក៏ភាពតក្លួនរបស់យើងដោយមិនបានចាប់អារម្មណ៍ថានៅក្នុងគ្រួសារមួយឬក៏ខ្លួនឯងជាបុគ្គលហ្នឹងមានបច្ចេកទេសក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុដែរប៉ុន្តែយើងមិនបានសិក្សាស្វែងយល់បាទហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបរំលឹកតិចដែរគឺថាពាក្យថាហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួននេះគឺវាជាភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងបរិបទប្រចាំប្រទេស បាទគឺនៅស្រុកគេគេមានទូបីប្តីប្រពន្ធការចាត់ចែងលុយកាក់អីហ្នឹងរកចំណូលចំណាយអីហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈបុគ្គលដាច់ដោយឡែកបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិបទវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងគឺកាលណាយើងក្លាយទៅជាគ្រួសារមួយវាក្លាយទៅជាអង្គភាពសេដ្ឋកិច្ចមួយមានន័យថាចំណូលដែលរកបានរវាងប្តីប្រពន្ធឬក៏កូនអីហ្នឹងគឺភាគច្រើនជាចំណូលរបស់គ្រួសារហើយបើយើងចំណាយទៅតាមមុខងារមុខផ្សេងគ្នាបាទអញ្ចឹងទាមទារឲ្យយើងសិក្សាស្វែងយល
nia ta ta yeung ku krup krong chat chai ni mịch ao vi mien prasat thiep doich ka krup krong hai ranh thu robo sathaban phlau ka dai ba akon chan chum chum bo san che knong krosa nang kot mien che achivakam robo ka ptoal ta nang yeung chat thuk ta che hai thu ptoal khluon na ni yeung mịch ba che tu tau nou kamchea yeung yeung mien mok robo nou knong krosa na phiek chran ke hau tha che family business che mok robo khna toich lakna krosa hay để vậy để chia công việc hát rồi bỏ mà trả chi các cám rồi co sao mà chắc cứu xá có mình sau bàn bay chạy đặt rồi biến hay ra cái thô rồi bỏ chi các cám nữa hay ra cái thô bỏ cứu xá để có trả đặt chụp bút chụp bỏ cái gì bà đầu tiên họ tha đồ chụp nồi mua chụp nướng do mà bằng tay là cốn đói mình bàn bay chạy miền mình chi sang cho bà lo bà rồi co đồ chụp nồi mua chụp nướng từ cổng sàn bỏ từ hình chứng viên khu cộng rất để quạt ai như là tập hiệp chụp này và lại nếu cứ nếu không cua xa thì mua thì muối cua tàu như chỗ đạt và ca như mà đạt nhất vừa ở con miền bắc nhà phải chôm chụp muối nên lùm hô sạch rạng rứ co rosi mai dương tha rosi du du tớ bạc đồng và để sao cho như pin ở đạt mà cái chương trình cứ theo về miền là sầm khán là được không cả bài chạy vì muối nó chỉ chụp nô để thọ không mà con muối nó chỉ chụp nô nó không là chỉ bạc cam chụp sạm bạc quạt chương bị khơi thao về miền phía trong bài chương mệnh tiền chương ta những ai lúc chụp ảnh bất thái nữa ta về miền sản khăn bài nào thiết là đẹp còn cả cục rồng rành thuộc toàn luôn này mà bất thái mình đấy cả cục rồng rành thuộc toàn luôn cầu bị ca nhớ chỉ được biết mà chịu cam hay được con ông cù xá những ai mới bị lạc tập hiệp này chấm nấu chè sáy để dương miền lạc tập hiệp chấm này đầu vĩnh rồi có lạc tập hiệp chấm này bắt đầu bị nâng thà ta dương miền lạc tập hiệp sản xóm pra đồng bay đi trăm ca vì dụ mình to tiệt đại ọt bản cả nay dương miên ca thua bị nứt tam đan bản nấn dương đăng tha tớ chồng này từng lại nó đây bị chạm bách chồng này nó đây mình chạm bách hết tại dương miên cua đã hề ra nhiều thuộc bản nè bản cả nay dương bị nứt mưa ca khúc rong tam đan cứ dương ai miên chia cùng nứt tha tớ dương cua cùng nọt cua đào nhà mình một tia hot ha lúc sọc chấn còn ở dụ xàm giúp xàm hay còn mình bạc hai một con đô la thì hồi mà chấn còn thở đạc cô đau tha táo bảo mạng xàm tiết để còn để tới châu đi vót nó còn cô tìm bạc của mạng đồng bây trình châm cô xa cốt đồng bây khuôn anh đồng bây tìm lưu bà nhà sọc phí và rưu cô bình chung con từ riêng nơi xả lá đồng miên đồng lại nà mùi và tổng ổn nước sắp tới chia xả ra xong khánh đã ngạc để chỉ mê cô xa tông trip hơi chặt chẽ những việc sản xuất có đôi khi tôi để tìm mua thiết cứ bằng riêng đó con trao cho non cầu thôi. Con chân chụp bạn trên những khi thà đầm bay tự tu chân mình là phải khai có ai chia bộc phụng này chấm nô toa không người đấy chia lại tục tập hơn đấy chân sư thật ta mình về để còn ai miền thôn thiên ở hàng cà cục cầu chặt chẽ từ tàu vậy đôi để lúc chụp bàn được làm chân ta lúc chị ai này nói tới không niềm chuyện này chấm niềm hay là thô. Thật ta còn ai mình bộ phục anh thuộc bệnh này khá là để ai ở bản đồng bây
chỉ cả quan trọng tới đó cả luôn nữa bà con chỉ chỉ việc cam ấy phong bà chỉ luôn nếu cam chỉ dưỡng nhưng tràn mình sau miên bộ khúc chủng nấu tràn này bà để sai dương và sau này chỉ cả số coi chứ còn phân bài kháng từ lứa cả phổ mẫu phao pi lần phao cả cam bà con chống mùi rồi đau mà đong pi đong phơi sai chẳng một tí họ bà bởi chỉ nè để phơi càng nhiều vẫn cứ bộ khúc chủng nấu sầm khánh có đau tay từ lứa đặc hại đài bà chúng của phố điểm nô đại dương bắt đầu tại một mục bên ấy chỉ tu tới từ vì miền khi phơi xuôi á bà vì như y rong là hà nội thấy ở tiêu dân phơi sải bà sơn la chụp cù rèn smooth bà sơn la chụp tập chủng lớn bà rồi có bảy nhà sạch chủng rải vậy chứng kia từ dương bắt bon chủng đầu bà rồi có chủng đầu lại chọn bà đôi khi càng nghĩa đôi khi dương đăng tha ngày nào mỗi dương miền bảy nhà sọc phết để ở ai phơi càng nghĩa bán ở đăng ngày nào mỗi công hôn nâng miền bảy nhà xây thốn người co trâu bắt mình thôi chuẩn vốn bọc lập thì chỉ đám và chứng bọc khô chuẩn nối vô lõ cua tai miền ca kết xây và đất bằng cao bọc khô chuẩn nối xây tiết bắt tài dương chỉ nặng phơi ca gọi đói bắt tài dương chỉ cả sự co gọi đói cua tai miền phịp chưa với đôi co chuyết ở cả đầm bay bằng cá chia và phục chủng nộp xây tiền và đầm bay chui ở dưới đâu pel để dương miền bay nhà hát cứ dương ai miền và phục chủng nộp xây tiền đầm bay chui trong tung chỉ một điệp bạn ok chứ như người ta chủng nộp để bán một tam giải cá nghề thuê được cá ví dụ xây xây chứ như khi người ta cái miền như vậy ampi là khách hàng dương trái sân đầm bay bình vô rồi coi dương xóm sân trong bình vô cái chứng số ta cá đâu chủng nộp cá thằng xóm cá bình vô hơn cá trong này mười năm chủ mua nâng cao bên nhiều thì cả prau lưới đồng bay bằng cao lưới thì bà đại vì ai miền bắc sẽ được phi phẳng bà tôi từ vĩnh cả xóm đi chỉ chủng hiên mối đã chuyên ở đó cao bên nhiều đại bà con tát bữa sau này dương con tay sầm xóm đồng bay châu này vọt ấy nếu cứ dương tàu thôi ca cho năm này bà đồng rom dương đỏ cùng đào về ranh thổ bờ dương tôi từ vĩnh bây dương chơi bên nhiều vì vô cao bên nhiều vì cao bất vì ai miền hò khát còn tới có ai miền phòng chống đánh tràn đấy và hơi cứ dương tự vô pi mua là than cứng xe tắc cạch dương viên dục nó ta táo ở buộc robot là dương viên dục nó này phòng chống đánh những ai tu tuột cà pra ai tu tuột chỉ mua những tệ phò na cà lang khay những tụng đánh những ban đại rồi ọt và cái này nữa bởi dương chỉ nào viên dục cứ dương tự chơi vô đăng sở na tiền xe tắc cạch tiền sủng cung tiền cà pra hải ran và thu tu tâu và phục tôn dương tự kiên cô rồi biết mấy bạn chẳng lại nó hết để chỉ mua được than để chỉ chuẩn nói cùn lư nó con cá thưa ơi cá prau thôn thiên này rải mặt thổ nó nghiệp phải sạch thịt mua bạn ok 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 làm một mùi rồi chẳng á hay ta dư thử để ví dụ như mấy tụi mày từ đó cô đã làm thôi nên bên nào có thả lấy chẳng châu thì vọt ở luôn được nông kia thả simple life happy life mùi chẳng á bà ở còn bà mình đến đây là để miền bắc hai chưa bị xe bởi sân lại quạt chi nhà để quạt từ chập đam phơi cá chỉ tôi tới bắc hai nó không được tôi score từ từ class còn để chụp tiền đâu còn để chạy chậm khai ấy nữa chọc ở đâu vậy nhỉ và còn tái cái này nó cứ chẳng hay đã tìm tia oi nó kêu để dương riêng mà hai phi lại cái đây môn nâng cái đây dương tử sao chưa dương tử để mình chuẩn đăng từ lùm từ lì dương tử để mình sẽ mặc thiết đồng ai ai cũng như bạc hai cho anh xóm rúng và lưu phi ở quấy đây mà lúc tu tư về ai phơi bán con này dương thư và sao hình kia thì chết lại đến cứ dương ai miền cam xóm họ lưu nâng máu vô từ viên dục và viên dục tam bất tế cao viên dục vì mình nghi xuống phi tế hay còn mình sầm bô bài tế nâu cầm chia dưới chỉ tu tư cao viên dục cho anh ta nó không bị sai cho nó trọc lỡ khi chập đàm miền ca đi chùm đàn khác nó không xa mù là bát và xa hốn và thời bởi sau này dương miền sầm mặt thiếp hay dương chi bộ cô đã trong sầm rối luôn tư trên đạo viên dục chỉ môi nâng chi và cam bằng cao thâm ấy rồi có cho hôn Rossi chỉ muốn mất phê anh chẳng lúc cũng chỉ chuẩn lệch lọ bạn vì vô khi em tôi school cả viên dịu bài nên vì ai miền Hà Nội thấy vận tải bởi dương che cúp cong Hà Nội thấy dương che phá ở nhà dương làm bay phá đào tung phá nuôi để dương ro đôi lủng bạ vì phá khai nắng tôi bằng cao
chỉ lưới từ 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 bằng cao chỉ phò chậm nánh cứ vi vi bàn bắt đầu chỉ phò lọ hay những phim như su lọ dướng bắt đầu phim đi chậm đắt này càng ngày càng thô hay những từ gần là cốt dương là mình cái hào tha miền phim mùi cao thua dương su luôn dương mình sau mình tốc cụ về bạn và ở con chân lục chụp bạn nhưng khi nào là ní bất tích chết dương gọi được chỉ phục lục tưởng muốn cứ thật là không phải là bắt mấy mùi cái hay là covid 19 đại chiếc chúng người rất bắt mấy mùi chẳng xưa ta có khi đặt cầm hôn khá mùi chúng luôn có bán và chọc và bác cả chỉ cầm tới chẳng tới chẳng xưa ta không đồng nạng cao để ta dương chỉ bộ côn nhạc mẹ nó có thể chặt chạy cực cồng thôn thiên được gọi hạ rạch thuộc tốt luôn chẳng mấy tới đồng bây ai thân nghiệp mà nơi đi rằng đã phiếp tầm mong tay thạc ông mà thạc sau mấy ca COVID-19 viên đứng phát lộ tới chờ và ông cũng bà mình đến tới COVID cứ chi tầm nạc ca là mùi ta vì on rạc ca bản tay bà tòa bì on rạc ca lý rồi biếp rồi bộp này ca rùa nâng nâng miên ca prai prùa bởi xa rồi bọt này xung viết bì ca bì bạc nâng bàn rùi nhu tràn ôi mà nó chê rùa nâng nâng bà rì bọt thamay và bà rì bọt thamay nâng đôi chi mà nó ai phát đốt mà lưu ca tinh tùm ninh ưu tì hô tam online tràn và đặc là ca lũa đố ca lãng tam online rồi có ca tì prạc tu tốt lưu ca tinh lũa nâng tam online tam e-banking tam ấy tràn và digital money nâng tràn và chẳng nếu không bà rì bọt thamay nê bà rà bọt bạp nâng ạ vì thưa ôi tìm tì ôi một nơi nữa nhưng còn ở trong phải chạy tha rà bọt thầm mấy nữa vì mình phim nghi xua càng là khẳng còn đấy xa chọc chùm môi nâng phim nghi xua cứ tẹt tông chùm môi nâng chùm này vì tẹt tông chùm môi nâng khai đàm vì tẹt tông chùm môi nâng thưa ôi dương nó biết một tục này khẳng ở đàm thổ bà chẳng dương tự chơi dương là nâng hay dương dương pi rà bọt nâng hay dương tự sắc xa pi area bot để cả chặt chay hay là người thôn không cua xa nó lăng bình bản của cô căn là xuống căn là xuôi trái căn ta lưới căn là bà rồ bản chẳng từ lọp tư sử nuôi của vẫn thân tay trâu bà ăn tầm viên cát nghề chốt nghề shopping nghề anh chẳng bản chẳng lưới nó bị hô đỏ luôn bà chẳng nhưng tới trên miền đồng biên của bọn mình ca chặt chay thay đá riêm sâu nông ca ở miền miền tây chừng môn hay miền ai thay cái nẹn đi nhé đồng biên cái nẹn đi tục chay nông cái nẹn đi tục miền tây còn xong mới chẳng được thì họ nông cái gì kia với pika với miền tây tha thở thơm mai tiết nắng cứ tha ở tầm mốc nắng cứ đi trong ban chừng miền tây chẳng vì muốn dân tông ai từ lơ mốc đồng bò mùi mốc đồng bay ban chừng đó nó cứ vì ai thà ru bán vì ai trả anh chẳng là còn đây nó không phải được bọt thay mai nấy dương ở đằng tha tôi mục tiết nhưng mình bị bắt ấy tiết đấy rướng với ai cao miền trai nó không bị bắt luôn chống được bắt khơi nhưng khơi area bắt cái này cái chặt chẽ như này mà thâu bỏ mà nó không bị bắt luôn nhầm lưu của tí hot đi trên nó tiền đi để xa miền bị bắt ấy cứ vừa ôi mà nó chập đám cực cùn bị cao vì nhiều lưu xa hồn bản trong miền ca vì nhiều miền ca chui đâu trai mệt đen và cái này cứ dương tàu cơ tha dương cua tại miền phía bọt bản dương cua tại riêng trong luôn từ tua dốt nó ở quấy đây chi nên đi ca này và ấy từng tâm nắng ta dương thử nguyên chủng này đằng ấy và chẳng như mình còn là bọt người ta bị phun lúc đó mình ban bọc vẽ chủng liên nhưng chủng này đằng ấy và dương đó bọt thấy dương 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 tàu ca vùng rừng sông mặt thì bò dương bị pru cả viên nhiều cái tư tới chỉ cầm một viết cứ kia này vậy tha muốn đường viên nhiều lừa chỉ có cam rư co ở vài mối tới viên nhiều lực luôn này sẵn và viên nhiều lực smart thiết luôn này sẵn bởi smart thiết mình phải cái cục cung mình lo tề mình ai chấm ra chất ban lo tề mình ai chấm nhanh ban tề và nhiều viên nhiều đấy còn đây viên nhiều là biết nhiều khó buồn khó khăn và tình đồ phải chăm ngay chỉ phi hôn nên chứng vì ai vừa ở dương khả mấy lúc chưa về thà được không có tiền đĩa và chỉ chuẩn có chập đám độ ở dạo bọt là còn sau mấy khu viện này trên này chứ tám lúc đấy trên này chúng đi phải đánh thổi du cho năm hai lúc sự kiện cứ dừng mấy đám pi e dạo bọt và chỉ chuẩn dừng được còn đồng nại cả này đã còn được cả trai viên như vậy và nơi Campuchia dương cứ dương chập đám miền vùng lốc này cả kết này khang hay là mà thụ to phu năng đại rồi còn lại nặng khu xa năng đại nhưng chập đám miền vùng lốc này cả kết làm pi cao viên nhiều đại chúng trong bờ biển phần lớn cứ tha chỉ cả cái thay mũi rồi bọt thay mũi bật đây nó chảy bản chẳng hãy để tiêm tia ói dương riêng khát khát un đông sẩn xong bọt vì sao sập không sắc xa riêng sâu xoay vô là bàn trơn bản vì vô rồi bọt thay cả này dương mình nên chúng này đang
គ្រប់គ្រាន់យើងអត់អាចទទួលបានផលពីរបបថ្មីហ្នឹងទេយើងនឹងខ្លាយទៅជាជនរងគ្រោះនៃរបបថ្មីបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមើលឃើញយើងកំពុងតែជាពិសេសយុវជនគឺអាចខ្លះក៏គាត់មានអារម្មណ៍រឿងថា frustrated រឿងអារម្មណ៍ថាខ្លួនมันអាចឬក៏ពិបាកនៅក្នុងការបត់បែនតាមសភាពការណ៍ហ្នឹងបានត្រៀមខ្លួនបាទបានត្រៀមខ្លួនបាទក្នុងន័យនេះគឺថាយើងត្រូវចាត់ទុកថាវាជារឿងធម្មតាវាជារឿងដែលយើងត្រូវរៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាដូចយើងកើតមកគឺយើងមិនមែនចេះរត់ចេះដើរតែម្ដងទេគឺយើងត្រូវមានដំណាក់កាលរបស់យើងនៅក្នុងការវិវត្តរាងកាយបាទអញ្ចឹងបញ្ញាដូចគ្នាបញ្ញាគឺយើងត្រូវតែវិវត្តទៅតាមស្ថានភាពហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងអាចមានបញ្ញាបើសើជាមុនពីព្រោះសង្គមតម្រូវឲ្យយើងទៅអញ្ចឹងបាទអូខេអូខេបាទអរគុណច្រើនបាទតែអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាជាបន្លោកថ្មីមួយនៅក្នុងការដែលយុវជនត្រូវចាប់ផ្ដើមគិតគូរអំពីការវិនិយោគការសន្សំជាជាងការចំណាយនៅក្នុង item ដែលវាមិនចាំបាច់ផងដែរអញ្ចឹងយេស៊ូថាតើនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះតើហៅជួមានជាយោបល់យ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីជួនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេហៅថាការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ធនធានតខ្លួននឹងឯងបាទនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាយើងត្រូវមានគោលដៅត្រូវពិនិត្យមើលអំពីគេហៅថាវដ្តនៃជីវិតបាទកាលណាយើងយល់ពីគោលដៅយើងយល់ពីវដ្តនៃជីវិតពលមនុស្សយើងតាំងពីយើងចាប់ផ្ដើមម្ដាយមានគោមកគឺចាប់ផ្ដើមចំណាយចាប់ផ្ដើមទទួលបន្ទុកហើយបាទតម្រាំតែយើងមានកំណើតហ្នឹងក៏ចំណាយបាទទៅសាលាក៏ចំណាយធំឡើងដឹងក្តីពេញវ័យទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យក៏ចំណាយមានគ្រួសារការក៏ត្រូវចំណាយការរួចត្រូវមានផ្ទះនៅត្រូវមានជំរកអីសមរម្យតរហ្នឹងឯណាមានកូនចៅទៀតបាទអញ្ចឹងបន្តរហូតវត្តនៃជីវិតហ្នឹងរហូតដល់អាយុយើងរៀង50-60 ឆ្នាំអីទៅវាចាប់ដើមមានជំងឺបាទចាប់ដើមមានជំងឺចាប់ដើមចង់បាត់បង់ពលកម្មបដាបដាអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើផែនការទៅតាមវដ្តនៃជីវិតរបស់យើងណាបាទពីព្រោះកាលណាយើងមានផែនការតាមវដ្តជីវិតយើងមានគោលដៅទៅតាមវដ្តជីវិតយើងចាប់ដើមរៀបចំខ្ទង់ថវិកាទៅតាមហ្នឹងយើងចាប់ដើមខិតខំរៀនសូត្រខិតខំបំពេញអាគោលដៅរបស់យើងហ្នឹងបាទកាលណាយើងអត់មានគោលដៅគឺយើងអត់ដឹងថាយើងមានកាតព្វកិច្ចនៃការទទួលខុសត្រូវអីខ្លះទេប៉ុន្តែចង់មិនចង់វដ្តជីវិតហ្នឹងរួចយើងឲ្យទៅទទួលបាទទោះថាយើងមានកូនយើងត្រូវបញ្ជូនកូនទៅសាលាបាទអញ្ចឹងហើយដែលយើងត្រូវយល់អាហ្នឹងយល់អាហ្នឹងជាចាំបាច់យើងនឹងមានគេហៅថារូបភាពធំនៅក្នុងខ្សែជីវិតរបស់យើងហ្នឹងយើងអាចមានផែនការប្រសើរឡើងបាទអូខេបាទអរគុណច្រើនចឹងបើយើងនិយាយអំពីការរៀបចំផែនការជីវិតតាំងពីយើងចាប់ផ្ដើមដឹងក្តីចុះចឹងព្រោះទូទៅម៉ាក់ប៉ាជាអ្នករៀបចំហើយយើងដឹងក្តីយើងតែចាប់ផ្ដើមរៀបចំផែនការជីវិតចឹងគឺថាអា concept នៃការរៀបចំផែនការជីវិតហ្នឹងយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមនៅចំណុចណាមួយសម្រាប់យុវជនរបស់យើងបាទយុវជនជាទូទៅគាត់ចាប់ផ្ដើមផែនការជីវិតហ្នឹងគឺជាទូទៅភាគច្រើនគឺចាប់ពីចំណុចនៃការកសាងគ្រួសារបាទកាលណាយើងកសាងគ្រួសារគ្រាន់តែថារឿងកសាងគ្រួសារហ្នឹងរឿងរៀបអភិភិរឿងហ្នឹងគឺយើងសុទ្ធតែត្រូវការលុយបាទយើងត្រូវការជំរកត្រូវការបន្តការសិក្សាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងវាការរៀបចំគ្រួសារហ្នឹងគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមសំខាន់អញ្ចឹងហើយដែលនៅក្នុងវប្បធម៌យើងឬក៏របៀបយើងច្រើននិយាយដែរថាបើចង់សល់លុយតោះតែរៀបការបាទនេះក៏អាចជារឿងមួយមិនអាចគ្រាន់អីទេព្រោះកាលណាយើងរៀបការយើងទទួលខុសត្រូវបាទពាក្យទទួលខុសត្រូវនេះគឺមិនមែនជារឿងលេងសើចទេប៉ុន្តែជាអសល់យើងមានអាចថាយុវជនខ្លះគាត់มันបានចាប់អារម្មណ៍ចំណុចនឹងខ្លាំងហ្នឹងបាទគាត់យល់ថារឿងរៀបការនេះជារឿងសប្បាយជារឿងមួយដែលបត់ថ្មីដែលគាត់ខ្លាយទៅជាមនុស្សចាស់ហើយចឹងឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងថាវាជាការទទួលខុសត្រូវបាទអញ្ចឹងការដែលមានគ្រួសារនេះគឺជាចំណុចចាប់ដើមដ៏ធំមួយបាទចាប់ដើមចេះគិតវែងឆ្ងាយចាប់ដើមសំបីតាអេរីយ៉ាបត់ក្នុងការរស់នៅការឆេវឆាវក៏ត្រូវកាត់បន្ថយរបៀបចាយប្រាក់អីហ្នឹងក៏ត្រូវកាត់បន្ថយទៅតាមនឹងទៀតបាទអញ្ចឹងហើយដែលមែនតើទៅគឺយើងគួរស្វែងយល់អំពីវដ្តនៃជីវិតហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងគឺការរៀបចំគ្រួសារគឺជាការចាប់ដើមអូខេបាទអរគុណច្រើនជួយគេអញ្ចឹងវិជុបានចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាភាពចាស់តែងជាច្រើននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនេះអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសូត្រតើជួយមានជាសារឲ្យចុងក្រោយទៅដល់ទស្សនិកជនបាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅទស្សនិកជនហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាភាគច្រើនយើងច្រើនយុវជននៅមានកម្លាំង
បាទហើយអ្វីដែលយើងមានកម្លាំងគឺមានន័យថាយើងមានពេលយើងមានបញ្ញាបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមានពេលមានបញ្ញានេះយើងត្រូវឆ្នៃពេលវេលាដែលយើងមានបញ្ញាដែលយើងមានហ្នឹងឲ្យខ្លាយទៅជាធនធានពិតប្រាកដបាទកាលណាយើងមិនបានឆ្នៃនៅពេលដែលយើងនៅមានកម្លាំងមានបញ្ញាមានពេលនេះគឺនៅពេលដែលយើងមានអាយុច្រើនទៅយើងខ្លាយទៅជាបន្ទុកសង្គមវិញបាទចូលនិវត្តន៍អីចឹងទៅវាខ្លាយជាបន្ទុកសង្គមបាទអញ្ចឹងតនខ្លួននៅក្មេងគឺយើងត្រូវគិតគូរចាត់ចែងហើយរៀនសូត្រហើយប្រើធនធានហ្នឹងដើម្បីដល់ពេលយើងចាស់ទៅហ្នឹងកុំឲ្យខ្លាយទៅជាបន្ទុកសង្គមបាទអូខេបាទអូខេបាទអរគុណចឹងលោកជួរបាទសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថានៅលើក្រោយៗលោកជួរនឹងចូលរួមចំណែកជាច្រើនទៀតទៅដល់ទស្សនិកជនរបស់យើងទាំងអស់គ្នានេះបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ